Công nhận xài iPhone thì nó đẳng cấp thật, sướng thật, nhìn nó sang thật, nhưng vẫn có một cái điểm khổ hơn rất nhiều so với các máy Android. Đó chính là khi hết pin thì iPhone không biết là sạc bao nhiêu nó mới đầy. 2021 rồi mà công nghệ sạc nhanh trên iPhone vẫn chỉ dừng lại ở mức 20W. Trong khi đó thế giới Android thì 65W này, 120W này. Máy báo pin yếu chỉ cần cắm vào phát, tốc độ bàn thờ, pin nhảy như là ngựa chạy luôn. Thậm chí các bạn có thể là quan sát quá trình sạc pin đầy 100% trong vòng 30 đến 40 phút thôi. Còn iPhone khi hết pin mà cần xài gấp á thì xác đỉnh nha,